Chào các em, sáng nay chúng ta lại tiếp tục học tiếng Nga lớp 8. Trong bài học buổi sáng ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tham khảo phần số 3, bài số 1, nói sự việc vừa mới xảy ra. Nghe cái câu này nó rất là loằng ngoằng, nhưng mà thực chất chúng ta chỉ học mỗi một cái cụm từ только что. Только что là vừa mới. Chúng ta cùng đọc đoạn đối thoại. Ира, хочешь послушать новые песни года? Ира, cậu có muốn nghe những bài hát mới của năm không? Новые песни là những bài hát mới. Года là danh từ ở cách 2 với cái nghĩa thêm là của. Bài hát mới của năm nay. Ví dụ như là trong năm nay có bao nhiêu bài hát mới thì người ta tổng hợp vào một cái bộ đĩa hoặc là một cái băng cassette. Chúng ta cùng đọc lại. Ира, хочешь послушать новые песни года? Ира nói, а у тебя есть диск? À, cậu có đĩa à? У тебя есть диск? Cậu có đĩa hay sao? Да, я только что купил этот диск в музыкальном киоске. Đúng rồi, tớ vừa mới mua cái đĩa này ở trong kiosk âm nhạc. Kiosk là một cái quầy nhỏ bán hàng, một cái loại mặt hàng gì đó. Vậy thì ở đây chúng ta nhìn thấy có một cái cụm từ только что. Только что là vừa mới, chứ không có cái gì đặc biệt cả. Nếu các bạn nhìn hai chữ này riêng biệt, các bạn sẽ không hiểu nó là cái gì. Các bạn phải hiểu đó là một cụm từ только что với nghĩa là vừa mới. Только что. Mặc dù trong này chúng ta chẳng tìm thấy chữ mới đâu cả. Đó. Chúng ta cùng đọc lại đoạn đối thoại, sau đó chúng ta sẽ cùng nhau lấy một vài ví dụ để các bạn sẽ có cái kiến thức phong phú hơn. Ира, хочешь послушать новые песни года? А у тебя есть диск? Да, я только что купил этот диск в музыкальном киоске. Như vậy, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đặt một vài ví dụ với từ только что. Chúng ta cùng... Ví dụ chúng ta sẽ có câu là... Đây là... Ông chú của tớ vừa mới cưới vợ xong. Ông chú của tớ vừa mới cưới vợ xong. Chúng ta nhớ lại cụm từ ông chú của tớ. Đó là mồi gia giả. Mồi gia giả. Và chúng ta dùng cái cụm từ tốn cơ stổ. Tốn cơ stổ. Đó là vừa mới. Và cưới vợ xong là pa rê nhiêu sạch. Thế vậy thì chúng ta có cụm từ tốn cơ stổ, đó là vừa mới. Tốn cơ stổ. Mồi gia giả. Tốn cơ stổ pa rê nhiêu sạch. Động từ pa rê nhiêu sạch. Đó là cưới vợ. Khi mà chúng ta học cái cụm từ này thì trên lớp chắc chắn thầy cô giáo sẽ yêu cầu các em đặt câu với cụm từ này, và các em sẽ có những cái ví dụ này để đặt câu nghe cho nó vui. Bây giờ chúng ta cùng nhau đặt câu thứ hai, là tớ vừa mới mua một con xe, xe xịn, xe sang hay là xe xịn hay là xe rất là khủng. Đó, chúng ta sẽ nói bằng một cái từ lóng trong tiếng Nga nghe cho nó sành điệu. Chúng ta sẽ nói là giá Тонкосто купил крутую тачку. Chúng ta có từ тачка. Тачка thực chất nó là cái xe cút kít, cái xe đẩy của công nhân xây dựng, nó có một bánh. Nhưng mà người Nga gọi cái từ lóng này тачка, đó là cái ô tô. Я только что купил крутую тачку. Tớ vừa mới mua một cái con xe rất là khủng, hay là крутую, tức là rất là khủng, khủng ở cái mức độ, cũng là một cái slang là chỉ những cái con xe ô tô mà nó có đầy đủ những cái tiện nghi rất là vượt trội so với các xe khác, thì gọi là крутую тачку, крутая тачка. Я только что купил крутую тачку. Đó. Thế và bây giờ chúng ta sẽ có một câu thứ ba là tớ vừa mới làm quen với một cô gái rất là sành điệu. Đó. Chúng ta sẽ nói Я только что познакомился
Я только что познакомился с клёвой девчонкой. Девчонкой. Да. À, chúng ta nhìn thấy không gọi là девушка mà gọi là девчонка. Девушка, девчонка. Là cái câu này là nghe nó rất sành điệu. Sự клёвой девчонка. Клёва, клёва tức là rất là chill, rất là gì đó, nói chung là rất là thời trang, rất là hợp mốt bây giờ thì gọi là rất là клёвой. Клёвой девчонкой. Я только что познакомился с клёвой девчонкой. Chúng ta sẽ cùng nhau xem một ví dụ nữa nào. Так. Bây giờ chúng ta sẽ nói một câu là con mèo nhà tớ nó vừa mới ngoẻo rồi. Con mèo nhà tớ chúng ta sẽ nói моя, hay là наша кошка. Только что отдала коньки. Đây là cũng là một dạng nói lóng. Коньки. Коньки là đôi giày trượt băng. Thế và con mèo nó vừa trả cái đôi giày trượt băng, hay là vừa nó vừa ném cái đôi giày trượt băng, hay là nó vừa tháo cái đôi giày trượt băng ra, thì có nghĩa là nó vừa mới chết. Наша кошка только что отдала коньки. Động từ, cụm động từ với danh từ отдала коньки có nghĩa là chết. Ở đây nó có nhiều những cái câu đồng nghĩa, ví dụ như отдать коньки, отдать хвост, или откинуть коньки, откинуть хвост cũng là chết. Trong tiếng Nga chúng ta thấy là nếu như chúng ta học ở trong sách vở thì chúng ta nói nghe nó rất nhàm chán, nhưng mà nếu mà chúng ta học theo cái kiểu truyền mẫu, truyền khẩu ở bên ngoài, chúng ta học được rất nhiều những cái câu rất là clever. Như thầy nói là clever là những cái câu rất là sành điệu, clever. Thế vậy nếu như trong trường hợp nói như thế này chẳng hạn, nếu mà các em nói thì thậm chí là các thầy cô giáo nhiều khi là cũng còn phải ngỡ ngàng với cái trình độ hiểu biết của các em về bộ môn tiếng Nga. Bây giờ các em sẽ ngồi nghe thầy nói lại những cái câu này nhé. Ира, хочешь послушать новые песни года? А у тебя есть диск? Да, я только что купил этот диск в музыкальном киоске. Đó. Và những câu ví dụ của chúng ta. Мой дядя только что поженился. Chú của tớ vừa mới cưới vợ xong. Я только что купил крутую тачку. Tớ vừa mới mua một con xe rất là khủng. Я только что познакомился с клёвой девчонкой. Tớ vừa mới làm quen với một cô bé rất là chill, chúng ta nói như vậy. Наша кошка только что отдала коньки. Con mèo nhà tớ vừa mới chết ngoẻo rồi. Thế. Như vậy vừa rồi chúng ta đã cùng nhau xem xong một số những cái ví dụ sử dụng với từ только что. Đó là một cái từ mà có nghĩa là vừa mới xảy ra sự việc gì đó. Các em chỉ cần thêm vào trước động từ mà cố gắng, đó là động từ thể hoàn thành. Chúng ta nhìn thấy купил. Поженился. Купил. Познакомился. Và отдала. Đó là những động từ thể hoàn thành đi với từ только что, nó chỉ hành động tức thời xảy ra. Chúng ta sẽ sử dụng động từ thể hoàn thành. Như vậy bài học của chúng ta ngày hôm nay sẽ tạm dừng tại đây. Tuy kiến thức rất là ít nhưng mà thú vị. Các em cần đọc rất kỹ những câu này để các em có thể chuyển hóa những dữ liệu này thành lời nói. Cảm ơn các em và hẹn các em cùng gặp nhau trong buổi học vào ngày kia, cách một ngày. Cảm ơn các em. До свидания. Спасибо. Các bạn đang xem video trên kênh Vui Học Tiếng Nga do Hoàng Video dẫn dạy. Chương trình dạy online của môn tiếng Nga được thực hiện hàng ngày với nhiều bài học ở cấp độ khác nhau. Trân trọng xin mời các bạn bấm đăng ký theo dõi kênh để nhận bài thường xuyên, bấm like và chia sẻ bài. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã ghé thăm kênh. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video tới.